Mở đầu bản tin sẽ là thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng và ngày 1 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng hầu khắp đến các khu vực của Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi của Trung Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này thì ở các khu vực như Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét, đồng thời Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 cho đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Sau đợt không khí lạnh này thì trong tháng 10 sẽ có khoảng từ 1 cho đến 2 đợt không khí lạnh nữa tràn xuống và khả năng nền nhiệt tháng 10 năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái 2023. Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình được tổ chức tại Hồ Hoàn Kiếm vào ngày 6 tháng 10 tới. Đây là một sự kiện văn hóa quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 và là dấu ấn đặc biệt để quảng bá văn hóa Hà Nội, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch. Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình là dịp để thủ đô Hà Nội thể hiện sức mạnh văn hóa, kết nối tinh thần cộng đồng và giới thiệu nét đẹp di sản của mình. Chương trình này cũng kỷ niệm 1014 năm vua Lý Thái Tổ định đô tại Thăng Long và 25 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình từ UNESCO. Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình đã sẵn sàng để chào đón đông đảo người dân và bạn bè quốc tế vào ngày 6 tháng 10 tại Hồ Hoàn Kiếm. Dự kiến sự kiện có quy mô lên tới 10.000 người, trong đó bao gồm 700 đại biểu khách mời từ trong nước và quốc tế, cùng 9.000 người đại diện cho các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và các tầng lớp nhân dân thủ đô. Chương trình chính sẽ được tổ chức tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ với các sân khấu phụ đặt tại Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam và các tuyến phố trung tâm như Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Tràng Thi, Hàng Khay. Các địa điểm này sẽ trở thành không gian nghệ thuật sống động, nơi diễn ra những màn trình diễn đặc sắc, giúp người dân và du khách hiểu thêm về lịch sử và văn hóa thủ đô. Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước. Những ngày này đang khoác lên mình tấm áo rực rỡ với cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu, cụm biểu trưng được trang trí khắp các tuyến đường. Dường như ai đang ở và đến thủ đô dịp này cũng tự hào xúc động hơn nhớ về những ngày mùa thu lịch sử 70 năm trước. Không khí của ngày giải phóng thủ đô đang lan tỏa khắp nơi trong từng con ngõ nhỏ tới các tuyến đường phố lớn trung tâm của thành phố. 70 năm trước, năm cửa ô tưng bừng náo nức chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. Cả Hà Nội hân hoan vỡ òa cùng hát khúc ca khải hoàn. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. 70 năm sau, trong nắng thu Hà Nội, những con phố ấy lại tưng bừng với cờ hoa biểu ngữ pano áp vích. Những bức tranh cổ động tái hiện hình ảnh đoàn quân tiếp quản thủ đô, ngày vui chiến thắng khiến lòng người không khỏi bồi hồi xúc động. Tôi sống ở Hà Nội 70 năm rồi. Tôi thấy đoạn Hà Nội rất là trang hoàng, cờ đỏ sao vàng rất là rực rỡ, tái hiện lại những đoàn quân trở về. Thế tôi đã sống từ bé đã ở đây rồi, thế là tôi cảm thấy rất tự hào vì Hà Nội của mình, của ta rất là thay đổi. Chọn cho mình chiếc áo dài đẹp nhất, chị Thủy và những người bạn thân của mình mong muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. 70 năm ngày thủ đô yêu dấu hoàn toàn giải phóng, ai cũng mong muốn có một cách thể hiện tình yêu và sự gắn bó tự hào với thủ đô. Vừa hào hoa thanh lịch nhưng bất khuất kiên cường và đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ. Nhân cái dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô, tôi không chỉ là muốn lưu giữ cho bản thân mình những cái bức ảnh đẹp nhất, những cái khoảnh khắc đẹp nhất trong cái tiết trời thu Hà Nội, lưu giữ cho bản thân mình, mà tôi cũng muốn lan tỏa những cái vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội, của quê hương của tôi, của đất nước của tôi đến cho bạn bè quốc tế. Khắp phố phường Hà Nội, băng rôn đỏ thắm, pano rực rỡ, minh chứng cho sự vươn mình lớn mạnh của thủ đô. Chất Hà Nội vẫn thâm trầm cổ kính đan xen với sự phát triển hiện đại và mang trong mình khát vọng một thủ đô phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Em thấy khi mà đi trên đường thì những băng rôn này hơi gọi cho em niềm tự hào. Em thấy Hà Nội khá là đẹp trong mắt. Trong mắt em thì em lúc nào cũng muốn đi một vòng Hà Nội để thưởng thức nét đẹp của Hà Nội, con người Hà Nội. Càng ngày càng phát triển hơn thì em cũng mong muốn là Hà Nội sẽ mang một nét vẻ đẹp hiện đại hơn.
Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô là dịp để mỗi người nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, bước trưởng thành, phát triển để thêm tự hào và trách nhiệm với Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thủ đô của lương tri, phẩm giá con người. Thời gian qua, thì điện ảnh đã đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá danh lam thắng cảnh và giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Các điểm đến được các đoàn làm phim quốc tế lựa chọn làm bối cảnh cho các dự án phim ở Ninh Bình, Hạ Long, Hội An, Quảng Bình đã ghi nhận được số lượng khách quốc tế tăng cao ngay khi các tác phẩm đó được phát hành. Vì vậy, ngành du lịch đang tập trung quảng bá xúc tiến du lịch kết hợp với điện ảnh nhằm thu hút các đoàn làm phim trên thế giới. Đông Dương là bộ phim quay tại Việt Nam thành công nhất khi giành giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Sau khi bộ phim được công chiếu, khu du lịch Tam Cốc Bích Động rất thu hút khách. Hiện nay, lượng khách đến từ Pháp và châu Âu chiếm 80% lượng khách đến điểm du lịch này. Tỉnh Ninh Bình là một trong các địa phương có nhiều chính sách thu hút và hỗ trợ các đoàn làm phim thực hiện bối cảnh quay tại đây. Trong những năm vừa qua thì cũng đã có những cái tạo điều kiện rất là nhiều cho các nhà làm phim để nhằm thu hút các nhà làm phim, đặc biệt là các nhà làm phim quốc tế. Từ những năm từ năm 2000 cho đến nay thì chúng tôi tổ chức cũng hỗ trợ cho khoảng 5 cái bộ phim của nước ngoài quay tại Ninh Bình. Tương tự tại Quảng Bình, sau khi hai dự án phim quốc tế là Công, Đảo Đầu Lâu và một phần của Planet Earth 3 được quay tại đây, lượng khách trong nước lẫn quốc tế đều tăng cao so với những năm trước đó. Những năm qua, Quảng Bình là điểm sáng trong việc kết nối hiệu quả giữa điện ảnh và du lịch. Do vậy, nhiều đoàn làm phim quốc tế đã lựa chọn bối cảnh quay phim tại đây. Thông thường các đoàn làm phim khi đến quay phim tại địa phương thì người ta phải có cái đoàn tiền trạm, người ta đến đàm phán, người ta đến hỏi, người ta đến thu xếp các cái công việc tiền trạm thì chúng tôi hỗ trợ cho họ ngay từ đầu khi họ đến. Đặc biệt là trong cái việc là phối hợp với các đối tác để mà xin được cấp phép. Việc cấp phép là rất quan trọng bởi vì các cái hoạt động của nước ngoài tại địa bàn thì đều phải thông qua các quy định pháp luật và phải được cấp phép từ Bộ Văn hóa cho đến Bộ Ngoại giao cho đến rất nhiều các cơ quan khác thì chúng tôi hỗ trợ với họ. Thị trường điện ảnh Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với nguồn thu lớn cho các nhà đầu tư phát hành với trên 70% phim ngoại nhập là phim Mỹ. Vì vậy, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng với các nhà điện ảnh Hoa Kỳ. Nhằm tăng cường thu hút sự quan tâm của giới làm phim tại kinh đô điện ảnh Hollywood, chương trình xúc tiến du lịch điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đột phá và thu hút các đoàn làm phim chọn Việt Nam làm bối cảnh quay. Thông qua chương trình, các nhà làm phim Hoa Kỳ có thể phát hiện ra những địa điểm mang tính biểu tượng để thực hiện các dự án cũng như tạo cơ hội quảng bá điểm đến du lịch của Việt Nam, góp phần mang lại những lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương bởi công nghiệp điện ảnh là công cụ, quyền lực mềm mạnh mẽ để thể hiện bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Đồng thời đây là kênh ngoại giao thúc đẩy, tăng cường cũng như kết nối giữa các quốc gia. Một loạt các sự kiện triển lãm ẩm thực, quảng bá du lịch nghệ thuật cùng hội thảo giới thiệu tiềm năng du lịch, điện ảnh Việt Nam. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu là có 5 hợp đồng sẽ được ký kết trong chuyến xúc tiến tại Hoa Kỳ. Trong đó có các địa phương cam kết sẽ bảo trợ và có cơ chế hỗ trợ các đoàn làm phim khi đến Việt Nam. Thưa quý vị, vào khoảng 20 giờ 10 phút tối qua ngày 29 tháng 9, tại xí nghiệp may Minh Hà nằm trên đường Di Ái, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức đã xảy ra một vụ cháy lớn. Theo thông tin ban đầu, đám cháy này bắt nguồn từ kho hàng thiết bị y tế. Khu vực này được xí nghiệp may Minh Hà cho nhiều xí nghiệp thuê làm kho xưởng. Do trong xưởng phần lớn là các loại vật dụng dễ bắt cháy nên chỉ ít phút đám cháy đã phát triển nhanh và lan rộng. Ngay khi nhận tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đã huy động lực lượng chữa cháy của Công an huyện Hoài Đức và Công an quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, huyện Đan Phượng tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, nguồn nước hạn chế do khu vực này không gần các nguồn nước và cũng không có trụ cứu hỏa nào nên việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 0 giờ 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Trận mưa to ngày 29 đã khiến cho nhiều xã trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xảy ra lũ quét sạt lở đất. Ban đầu ghi nhận thiên tai đã khiến cho 2 người chết, 3 người mất tích và nhiều người bị thương. Hàng chục ngôi nhà khác thì bị ảnh hưởng.
tạm thời quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang bị ùn tắc. Hiện thì các lực lượng chức năng cũng đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Sự việc xảy ra đã vùi lấp hoàn toàn 3 hộ gia đình khác tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh và cho 4 ngôi nhà ở thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh. Vụ sạt lở đã làm 2 người chết, 3 người bị mất tích, 8 người bị thương. Giao thông thì bị ùn tắc trên quốc lộ 2, ước tính thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Đến chiều tối qua, các lực lượng chức năng đã tiếp nhận được hiện trường vụ sạt lở và cứu được 4 người bị thương, đưa 3 người đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, đưa 1 người bị thương về cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên. Hiện nay thì diện tích đồi ở khu vực sạt lở tiếp tục xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn. 17 hộ dân nằm trong diện nguy cơ cao bị sạt lở đã được cấp ủy, chính quyền địa phương di rời đến nơi an toàn. Cùng với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang tập trung huy động lực lượng tìm kiếm người bị mất tích, đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, ổn định cho các hộ bị ảnh hưởng và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở cao. Trước việc thời tiết thay đổi bất thường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Theo đó, để chủ động ứng phó với các tình huống thời tiết xấu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Thông báo cho các thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Cơn bão Jaki và trận lũ lịch sử đã đi qua, nhưng những mất mát và những khó khăn thì vẫn đang đè nặng lên đồng bào các địa phương chịu ảnh hưởng. Thấu hiểu hành trình tái thiết gian nan phía trước, tập đoàn Vingroup đã tổ chức chuỗi hoạt động gieo mầm thiện tâm nhằm huy động sức mạnh cộng đồng, góp phần đẩy nhanh quá trình tái thiết lập cuộc sống cho đồng bào sau lũ. Cùng với việc đón nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm thông qua hình thức chuyển khoản online, Vingroup cùng với các đối tác đứng ra tổ chức chuỗi hoạt động gây quỹ trực tiếp trong 2 ngày là ngày 28 tháng 9 và ngày 29 tháng 9 tại Ocean City, gồm 3 hoạt động: hội chợ, giải đi bộ, giải chạy và đêm nhạc thiện nguyện. Hiện nay thì gieo mầm thiện tâm đã góp được hơn 12,8 tỷ đồng làm từ thiện và số tiền vẫn đang được cập nhật công khai trên website của chương trình. Với mục tiêu khôi phục các ngôi trường bị hư hỏng, hỗ trợ thầy cô và các em học sinh nhanh chóng trở lại giảng dạy, học tập bình thường, bước đầu hành trình gieo mầm thiện tâm đã tìm được dự án đầu tư là tái thiết lập lại khu bán trú trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bát Sát tại xã Mường Hum, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, với quy mô là 5 tầng, 30 phòng ở 10 học sinh trên một phòng, đủ để bố trí cho 500 học sinh bán trú tại trường có thể sớm trở lại học tập, đặc biệt là học sinh lớp 12 có đủ thời gian để học tập và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Thưa quý vị, không một đồng trợ cấp, không thu học phí, lớp học linh hoạt tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai vẫn luôn được duy trì suốt 30 năm qua bằng tình yêu thương của bà giáo Nguyễn Thị Côi. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà, nuôi dưỡng hy vọng cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nằm trong ngõ sâu đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên văn hóa có tên gọi lớp học linh hoạt, có sĩ số 20 em với độ tuổi khác nhau. Suốt 30 năm qua, bà giáo già Nguyễn Thị Côi vẫn cặm cụi bắt xe ôm đến lớp học linh hoạt để giảng dạy con chữ, những điều hay lẽ phải cho các em nhỏ bị thiểu năng trí tuệ. Không một đồng trợ cấp, cũng không thu học phí trong suốt khoảng thời gian đứng lớp. Động lực duy nhất của bà xuất phát từ chính niềm cảm thông và thương yêu vô bờ bến đối với những số phận đặc biệt. Những em nhiều tuổi hoặc ít tuổi nó có bệnh như nhau, cho nên cái em nhiều tuổi với cái em ít tuổi thì nó đều giống nhau, tức là nó cũng đều như trẻ con như thế, chứ không phải độ tuổi nó hiểu biết hơn mà cái em ít tuổi không hiểu biết, nó đều giống nhau như thế. Đấy, cho nên là đối với cái em như thế này, cái khó khăn nhất của cái lớp này là các em nó tiếp thu không tiếp thu nổi, tiếp thu chậm, tức là có thể dạy nó nhớ nhưng mà xong tí nó ra nó quên ngay.
cho nên cứ phải dạy đi dạy lại. Việc giảng dạy lớp học bình thường đã vất vả, vậy nên việc dạy cho lớp học đặc biệt này lại càng khó gấp nhiều lần. Suốt 30 năm kiên trì, bà Côi luôn đặt mình làm vị trí vừa là giáo viên, vừa là bố mẹ của những em học trò này. Cái thứ nhất phải thông cảm bệnh tật, cái thứ hai phải thương yêu các em thực sự. Phải thương yêu các em thực sự và thể hiện như là mình là người trong gia đình dạy các em, chứ không phải là một cô giáo. Không phải là một cô giáo mà dạy cứ dạy, học được thì học thôi mặc kệ mày. Nhưng mà đây cô có tính chất cô dạy là phải hiểu, phải thuộc thì mới được, chứ không phải là cứ mặc kệ. Đối với các em nhỏ của lớp học linh hoạt, mỗi ngày đến lớp đều là một niềm vui lớn. Bởi lẽ không chỉ là một lớp học, nơi đây còn là mái nhà chung, ngập tràn tình yêu thương của bà Côi, của những bạn bè đồng cảnh ngộ. Lớp học ngoan, lớp học sinh đoàn kết, lớp học cô vui vẻ và em rất yêu cô Côi. Không chỉ dạy con chữ, tại lớp học này, khi bệnh của các em tái phát, thì bà Sáo Xà lại chuyển vai giống như một cán bộ y tế, ân cần chăm sóc, vỗ về với các em. Nhiều gia đình đã vô cùng hạnh phúc và cảm động trước lòng yêu thương của bà Côi dành cho con em của họ. Tôi thấy cái thứ nhất về đạo đức và về cái trách nhiệm mà bà tuy là về hưu mà đã dạy các cháu như thế này rồi, tôi thấy là rất là hiệu quả, mà cháu học rất là tốt. Đấy, các cháu học bà dạy đến nơi đến chốn, cho nên rằng là về phẩm chất đạo đức của bà, tôi thấy là bà là người rất tốt đối với đấy các cháu và nhiệt tình với các cháu. Đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần, bà Côi vẫn miệt mài dành tâm huyết cho các em nhỏ có số phận kém may mắn trong cuộc sống. Bà mong muốn góp một phần sức lực để các em sau này sẽ trở thành những người có ích cho xã hội. Với tình thương và lòng nhân ái của bà, không chỉ kiến thức được trao đi, lớp học còn gieo mầm hy vọng về niềm tin và tương lai tốt đẹp cho các em. Gần 200 tình nguyện viên đã triển khai hoạt động nhặt rác trên tuyến đường Phạm Hùng, Hà Nội trong ngày dọn rác thế giới World Clean Up Day 2024. Năm nay thì ngày dọn rác diễn ra đồng loạt tại Hà Nội và các tỉnh thành như Điện Biên, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Bình Thuận, trở lại với mục tiêu Quy Nhơn, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Khánh Hòa và Vũng Tàu. Các tình nguyện viên trên khắp cả nước tham gia chiến dịch ngày dọn rác thế giới 2024 đã thu gom được 4.136 kg rác thải. Phần lớn là các sản phẩm nhựa dùng một lần như ống hút, cốc nhựa, hộp xốp, đựng thực phẩm. Đây vừa là dịp để lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường rộng rãi tới cộng đồng, vừa là cơ hội để mọi người có thể thấy rõ hơn được thực trạng môi trường hiện nay. Đại diện của Let Do It Việt Nam, đơn vị tổ chức chia sẻ, Let Do It Việt Nam kêu gọi các đơn vị, cơ quan, bộ ngành, các tổ chức cá nhân cùng chung tay góp sức tham gia vào việc chấm dứt tình trạng rác thải hiện nay. Hãy bắt đầu phân loại rác ngay tại các gia đình, trường học, nơi làm việc. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần tạo ra một Hà Nội thân thiện, văn minh và không rác thải. Thông tin từ vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay đã có khoảng 38 triệu tài khoản ngân hàng đã được thu thập dữ liệu sinh trắc học theo quyết định 2345 về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Cùng với sự gia tăng của thanh toán không dùng tiền mặt, thì giao dịch trong hệ thống ngân hàng khi thực hiện sinh trắc học vẫn đảm bảo ổn định, không có sụt giảm. Đặc biệt, hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng giảm mạnh, đồng thời đã giảm được số vụ việc gian lận. Theo số liệu tháng 8 năm 2024, số vụ việc gian lận được ghi nhận chỉ còn 700 vụ việc, giảm 50% so với trung bình của 7 tháng đầu năm nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì trên các nền tảng mạng xã hội, tình trạng mạo danh các cơ quan doanh nghiệp để lừa đảo làm thủ tục xuất cảnh, xuất khẩu lao động vẫn tiếp diễn phức tạp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan để hạn chế tối đa rủi ro và thiệt hại. Mới đây, Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa phát đi cảnh báo về thông tin giả mạo, lừa đảo người lao động Hàn Quốc đi làm việc theo chương trình EPS. Cụ thể, các đối tượng thường mạo danh các công ty môi giới lao động hợp pháp bằng cách tạo website giả mạo hoặc cung cấp giấy tờ giả. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu người lao động nộp một khoản tiền lớn để làm thủ tục. Sau đó thì cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Tất cả những cái chương trình này thì được thực hiện thông qua Sở Lao động Thương binh Xã hội
hoặc là các cái trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc các cái tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương để chúng tôi, đấy là cái kênh chính thống. Do đó tất cả những trường hợp nào mạo danh là Trung tâm Lao động Ngoài nước hoặc là cán bộ của Trung tâm Lao động Ngoài nước để gọi điện, nhắn tin trực tiếp đối với người lao động để người lao động sau đó thì sẽ chuyển tiền cho những cái đối tượng giả danh đó, thì đây là một những cái mà người lao động phải rất là cảnh giác. Năm 2024, Hàn Quốc công bố chỉ tiêu tuyển chọn hơn 15.700 người lao động Việt Nam sang nước này làm việc theo chương trình EPS. Trong đó, Trung tâm Lao động Ngoài nước là cơ quan duy nhất được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao phối hợp với Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc triển khai thực hiện chương trình EPS Visa E9. Người lao động tham gia chương trình này bắt buộc phải đăng ký và đạt yêu cầu qua 2 vòng thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề đánh giá năng lực. Do đó, những thông tin đăng tải như đi làm việc tại Hàn Quốc không cần visa, không cần thi tiếng Hàn là sai sự thật. Hiện cơ quan chức năng hai nước cũng phối hợp chặt chẽ để tăng cường tuyên truyền, hạn chế tình trạng lao động hết hạn hợp đồng, không trở về nước, đồng thời thông tin rộng rãi, công khai để người lao động có nhu cầu làm việc theo chương trình EPS Visa E9 nắm được thủ tục hồ sơ và các kỳ thi tiếng Hàn trong năm. Thì các bạn nên tìm hiểu trước, tránh cái tình trạng mà bây giờ có một số ở cái trung tâm môi giới là cứ nhận tiền cọc trước của các bạn rồi các bạn xong là các bạn sẽ không đi được, người ta sẽ hứa này hứa kia, hứa rất là tốt nhưng mà cuối cùng không đi được. Hiện các thông tin về kỳ thi tiếng Hàn, thông báo ký hợp đồng, xuất cảnh đều được đăng tải công khai và đầy đủ trên website của trung tâm http://colab.gov.vn. Do đó, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội khuyến cáo người lao động tuyệt đối không tin vào những lời quảng cáo, hứa hẹn thiếu cơ sở pháp lý. Chuyển sang các tin tức thế giới. Ngày 29 tháng 9, quân đội Israel cho biết họ đang tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở Liban sau vụ không kích làm thiệt mạng thủ lĩnh của lực lượng này, ông Hassan Nasrallah. Quân đội Israel cho biết IDF đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Liban trong ngày 29 tháng 9, bao gồm cả các tòa nhà nơi cất giữ vũ khí và các công trình quân sự. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cho biết chiến dịch không kích của Israel vào nước này thời gian gần đây đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và khoảng 6.000 người khác bị thương. Còn theo cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hơn 200.000 người đã phải di rời trong Liban và hơn 50.000 người di tản sang nước láng giềng Syria. Kể từ ngày 23 tháng 9, Israel đã không kích hàng loạt mục tiêu trong lãnh thổ Liban, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại tình hình xung đột có thể mở rộng sang các quốc gia khác trong khu vực. Ngày 29 tháng 9, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi đã tuyên bố nước này sẽ đáp trả việc một phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong cuộc không kích mới do Israel tiến hành tại thủ đô Beirut của Liban. Cụ thể, tướng Abbas Niforosan của IRGC đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 27 tháng 9 của Israel. Vụ tấn công này cũng khiến thủ lĩnh tối cao của lực lượng Hezbollah, ông Hassan Nasrallah thiệt mạng, diễn biến làm gia tăng căng thẳng giữa Hezbollah với Israel. Trong tuyên bố gửi tới Thiếu tướng Hossein Salami, chỉ huy IRGC, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định sẽ không để vụ việc trên kết thúc mà không có lời đáp. Trong khi đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakur Qalibah cũng nêu rõ Tehran sẽ hỗ trợ các nhóm vũ trang tiếp tục đối đầu với Israel sau vụ các thủ lĩnh của Hezbollah thiệt mạng. Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề chiến lược của Iran, ông Mohammad Javad Zarif, cũng khẳng định Tehran sẽ phản ứng vào thời điểm phù hợp nhằm đáp trả hành động của Israel. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cùng một số tàu bảo vệ bờ biển của Nga đã thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật chung và xử lý tình huống khẩn cấp ở vùng biển khơi Bắc Thái Bình Dương nhằm tăng cường khả năng phối hợp và duy trì trật tự sản xuất thủy sản trong khu vực. Trong cuộc diễn tập chung về chủ đề kiểm soát thiệt hại và cứu sinh, theo triển khai diễn tập, tàu Nga bất ngờ báo có vụ nổ và cháy mô phỏng ở boong. Sau đó, tàu Trung Quốc ngay lập tức quay đầu, dùng vòi rồng để dập tắt ngọn lửa. Thủy thủ đoàn Trung Quốc cũng đã tiến hành lên tàu Nga với thiết bị chữa cháy, cứu hộ để dập lửa tại các khu vực cụ thể và giải cứu những người bị rơi xuống nước. Theo quan chức Trung Quốc, hoạt động tập trận chung này nhằm kiểm tra khả năng phối hợp ứng phó với các tình huống nguy hiểm bất ngờ trong quá trình tuần tra thực thi pháp luật chung. Trong quá trình diễn tập, các đội tàu cũng đã tiến hành kiểm tra các tàu đang hoạt động trong khu vực theo các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Công ước về bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản biển ở Bắc Thái Bình Dương.
Bên cạnh đó, các đội tàu Nga và Trung Quốc cũng tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cũng như truy tìm các tàu hoạt động trái phép và các hoạt động khác nhằm nâng cao khả năng thực thi pháp luật chung của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và Nga. Theo thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ngày 29 tháng 9, Trung Quốc sẽ hạ lãi suất thế chấp đối với các khoản vay mua nhà hiện tại xuống mức gần với lãi suất của các khoản vay mới. Theo đó, PBOC đã yêu cầu tất cả ngân hàng thương mại thực hiện điều chỉnh các khoản cho vay mua nhà hiện tại trước ngày 31 tháng 10 năm 2024. Mức giảm lãi suất thế chấp trung bình đối với các khoản vay mua nhà hiện tại dự kiến sẽ vào khoảng 0,5 điểm phần trăm. Việc điều chỉnh được dự kiến nhằm giảm bớt gánh nặng lãi suất cho người vay thế chấp. Bên cạnh đó, tỷ lệ trả trước tối thiểu cho cả ngôi nhà thứ nhất và ngôi nhà thứ hai sẽ được thống nhất, ngoại trừ các thành phố có chính sách lãi suất thế chấp giới hạn thấp hơn và đặt ra lãi suất thế chấp khác nhau cho ngôi nhà thứ nhất và thứ hai. Trước đó trong ngày 24 tháng 9, Trung Quốc đã công bố gói kích thích lớn nhất kể từ đại dịch nhằm kéo nền kinh tế ra khỏi tình trạng giảm phát và hướng đến mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đặt ra. Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, ngân hàng này sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0,5 điểm phần trăm, hạ lãi suất chính sách và lãi suất chuẩn thị trường nhằm thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế Trung Quốc.